Nửa đêm rồi, còn qua đây làm gì? Nửa đêm không phải là giờ của vợ chồng mình sao? Ông đã nguội lạnh chuyện đó rồi mà. Vì một thời gian bị trục trặc thôi. Giờ anh đã trở lại mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Tôi đã hứa là nhường chức ghế giám đốc cho ông. Tôi không nuốt lời đâu. Ông không cần hành hạ cơ thể mình một cách khổ sở như vậy. Tình cảm vợ chồng mình không quý hơn chức giám đốc hay sao? Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi. Đồ gà mái.